Lê Trung Tính, 27 tuổi, từng đối mặt với khó khăn về hoàn cảnh gia đình và không thể theo học đại học dù đạt điểm xét tuyển. Ban đầu, nhiều người phê phán quyết định của Tính, cho rằng chỉ học cao đẳng là không đủ. Tuy nhiên, để chứng tỏ khả năng của mình, Tính tập trung vào việc học tốt các môn liên quan đến chuyên ngành và lập kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng học kỳ. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2019, anh đã trải qua 5 công việc khác nhau và hiện đang làm kỹ sư sản xuất cho một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ với thu nhập hàng tháng lên đến 40 triệu đồng. Tính cho biết, quá trình làm việc ở nhiều nơi khác nhau đã giúp anh tích lũy nền tảng và áp dụng kiến thức vào thực tế để tạo cơ hội phát triển. Khi xin việc, nhà tuyển dụng thường không quan tâm đến bằng cấp đại học hay cao đẳng, mà họ chú ý đến thái độ cầu tiến và kinh nghiệm thực tế. Nguyễn Thị Lắm, 30 tuổi, cựu sinh viên một trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ rằng trong nhân sự, người có năng lực sẽ cạnh tranh như nhau về thu nhập dù họ học cao đẳng hay đại học. Lắm kể lại rằng sau khi tốt nghiệp, mức lương khởi điểm của cô chỉ là 6 triệu đồng một tháng. Nhưng qua sự cố gắng và tích lũy kinh nghiệm vào năm 2020, cô được một công ty Nhật Bản mời làm việc với mức lương 27 triệu đồng một tháng. Hiện tại, cô là trưởng phòng kinh doanh cho một công ty tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với thu nhập dao động từ 30 đến 40 triệu đồng một tháng. Các vị trí này đều dựa trên kinh nghiệm và năng lực của cô, dù chỉ có tấm bằng cao đẳng. Lê Quốc Thái, 29 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, người từng thi trượt đại học, đã chọn học cao đẳng. Thái từng lo sợ sẽ tụt lại so với bạn bè vì thời gian học ngắn hơn và lo lắng rằng anh sẽ không nắm đủ kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, Thái đã quyết tâm tự học và nỗ lực. Kết quả là anh đã tìm được công việc mong muốn sau khi tốt nghiệp và phát triển trong sự nghiệp của mình. Quyết định học cao đẳng có thể mang lại cơ hội thành công ngoài bằng cấp đại học. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp vào năm 2015, Lê Quốc Thái đã có cơ hội tham gia một cuộc phỏng vấn của một doanh nghiệp nước ngoài và sau đó sang Trung Quốc để tu nghiệp. Hiện tại, anh làm nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn hóa chất tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và còn tự mở một công ty riêng tại TP, Thủ Đức với thu nhập tổng cộng hơn 60 triệu đồng mỗi tháng. Theo ông Nguyễn Thanh Long, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Protecon, việc tìm kiếm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp hiện nay không đặt quá nhiều trọng trách vào bằng cấp. Thay vào đó, họ quan tâm đến những gì ứng viên đã thực hiện trong quá trình học tập, kinh nghiệm thực tế và thái độ ứng tuyển. Ông Long cũng lưu ý rằng dù học cao đẳng, vẫn có thể đạt được mức lương cao nếu đầu tư đúng cách. Công ty của ông có nhiều nhân viên học cao đẳng và họ đang nhận lương từ 13 đến 22 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào vị trí và thâm niên làm việc. Những người có khả năng sử dụng ngoại ngữ có thể kiếm được từ 30 triệu đồng mỗi tháng trở lên. Ông Long cũng chia sẻ rằng quan trọng nhất không phải là trình độ học vấn, mà là sự tích lũy kinh nghiệm và sự tự chủ. Học cao đẳng hoặc đại học đều có cơ hội thành công, nhưng điều quan trọng là sự cởi mở và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Đối với những người đã chọn học cao đẳng, quyết tâm và việc xác định mục tiêu học từ đầu là rất quan trọng để thành công trong sự nghiệp và tránh thất nghiệp.